Và đây là những hình ảnh mà chúng ta đang hồi hộp chờ đợi để chứng kiến các cầu thủ vàng xanh đang cùng với các cầu thủ áo đỏ Việt Nam bước ra khỏi đường hầm sau sự dẫn dắt của tổ trọng tài người Thái Lan. Và chúng ta cũng biết trong đội hình của đội tuyển Việt Nam cũng có một người gốc Brazil, đó là Phan Văn Santos. Và đây cũng là lịch sử bóng đá của Việt Nam khi họ lọt đến vòng đấu loại thứ 3, và chỉ cần một bước chân nữa thì nhiều khả năng họ cũng đã góp mặt trong số 16 đội bóng để cùng đối đầu với Brazil trong một trận đấu thật sự, chứ không phải là một trận đấu giao hữu như thế này. Khi mà ở vòng đấu loại thứ 3 tại Olympic Bắc Kinh năm 2008 thì Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Nhật Bản, Qatar. Phước Tứ. Hồng Phạm bắt bóng rất nguy hiểm. Thành Lương. Của tiền đạo Lê Công Vinh. Như vậy đến lúc này thì các cầu thủ Việt Nam cũng đã có được hai pha phối hợp tấn công về phía khung thành của thủ môn Renan, và vừa rồi đó là cú sút đầu tiên của Lê Công Vinh. Rất đáng tiếc là cú sút đã đi quá cao. Trong phút đầu tiên này chúng ta cũng có thể thấy là các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu khá tự tin, họ không hề e ngại và có một chút tự tin gì trước các cầu thủ Olympic Brazil, những người được đánh giá cao hơn rất nhiều, những ngôi sao hàng đầu của thế giới. Một pha phối hợp rất tốt, cơ hội kết thúc vào. Như vậy là cuối cùng cầu thủ mang áo số 9 Alexandre Pato trong một pha phối hợp rất nhanh với Ronaldinho đã có được một pha ghi bàn. Bàn thắng đến từ rất sớm cho các thủ Olympic Brazil. Chúng ta một lần nữa xem lại pha phối hợp tuyệt vời giữa Ronaldinho và Alexandre Pato. Hai cầu thủ sẽ trở thành mũi nhọn tấn công của AC Milan cho mùa giải năm tới. Như vậy là trong trận đấu với Singapore thì người ghi bàn là Ronaldinho với pha phối hợp với Pato, thì ngày hôm nay đồng đội Ronaldinho đã đáp trả lại đồng đội Pato một pha ghi bàn rất đẹp mắt vào lưới của tuyển Việt Nam. Minh Phương thạch bóng khanh toàn người rất hay trong đội hình của câu lạc bộ Real Madrid, thì Marcelo được đánh giá rất cao nhưng anh vẫn chưa chứng tỏ được khả năng của mình. Minh Phương. Lucas. Lucas là bản hợp đồng của Deportivo trong mùa giải vừa qua. Lần này thì tiền đạo Pato đã việt vị. Trong các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam thì đội trưởng Nguyễn Minh Phương đang là người dẫn dắt, và tiền đạo Công Vinh và Minh Châu cũng đã có hai tình huống sút từ xa rất nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Renan bên phía đội tuyển Olympic Brazil. Chúng ta đang được xem lại pha phối hợp đẹp mắt giữa Ronaldinho và Pato trong việc ghi bàn thắng và tỷ số cho đội tuyển Olympic vàng xanh. Trong hiệp 1 thì hàng tiền vệ của đội tuyển Elite Brazil cũng đã thi đấu rất thành công. Họ đã khóa chặt được những tình huống phối hợp tấn công ở khu trung lộ của tuyển Việt Nam. Đặc biệt với tiền vệ phòng ngự Lucas thi đấu rất nổi bật. Trên hàng tấn công còn có Anderson và Diego. Lúc này thì các cổ động viên trên sân Mỹ Đình đang rất muốn chứng tỏ xem tài của Santos như thế nào. Phạm Văn Santos kết thúc rất nguy hiểm. Như vậy là Phạm Văn Santos đã quyết định thực hiện một pha kết thúc thẳng về phía chúng ta. Vừa được xem lại một Diego, Ronaldinho. Và mùa bóng 2007 thì anh đến Santa Luñez. Rất nhanh. Với trình độ kỹ thuật cao hơn hẳn thì các cầu thủ Brazil rất dễ dàng. Đường chuyền vào và đấm bóng giải nguy của thủ môn Santos. Đối mặt với Phạm Văn Santos, nhưng thủ thành của tuyển Việt Nam đã chơi quá xuất sắc. Còn bây giờ là pha tấn công của các thủ Olympic Brazil. Cú sút cực kỳ nguy hiểm và một bàn thắng đã đến nữa cho các cầu thủ Olympic Brazil. Người ghi bàn đó là Thiago Neves, cầu thủ vừa mới được tung vào sân, và anh đã có một pha kết thúc từ xa đầy bất ngờ. Một cú sút bằng chân trái, bóng đã cuốn vào góc cao khung thành của thủ môn Phan Văn Santos. Mặc dù Phan Văn Santos rất xuất sắc trong những pha đối đầu tay đôi, nhưng trong những tình huống sút xa và cực kỳ khó như thế thì rõ ràng quá khó cho Phan Văn Santos. Một cú sút cực kỳ đẹp. Như vậy tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ Olympic Brazil. Bàn thắng của Thiago Neves được ghi ở phút thứ 81 của trận đấu này. Neves là một cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của câu lạc bộ Fluminense, giành được vị Á quân tại giải đấu câu lạc bộ đánh giá nhất của Nam Mỹ, đó là Copa Libertadores. Và một lần nữa, huấn luyện viên Javier Calisto đã cho thấy sự tin tưởng của mình. Như vậy lúc này thì trọng tài người Thái Lan Vidarun Rayun đã khỏi còi kết thúc trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Olympic Brazil. Đội tuyển Olympic Brazil đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-0 trước tuyển Việt Nam bằng các bàn thắng do công của Alexandre Pato ở phút thứ 6 và Thiago Neves ở phút thứ 81 của trận đấu. Như vậy với trận thắng 2-0 này thì các thủ Olympic Brazil sẽ trên đường đến với Olympic Bắc Kinh và đặt mục tiêu đó là giành chiếc huy chương vàng đầu tiên của bóng đá Olympic trong lịch sử của bóng đá Brazil. Và mặc dù thua trận nhưng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng không có gì phải phàn nàn, bởi vì họ đã đối đầu với một đội bóng hàng đầu thế giới và cũng đã thể hiện được một phong độ rất tốt. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.